Cái này được không? Đọc giá lên cho thầy coi coi. Dạ 40.990.000. Lời cảm ơn ở tên mang là thầy trợ giúp đỡ cho bà cháu được cái nhà kín đáo ở vậy mừng dữ lắm rồi. Dạ. Tối nào buồn con cũng khóc vài, con cũng không hiểu là tại sao mà mẹ con lại bỏ con. Mà con đi học con thấy ai cũng được mẹ đưa đi học. Họ phụ huynh cũng có mẹ đưa mà con không có. Ở Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Bến Tre. Hôm nay thì Đồng ghé thăm lại hoàn cảnh của bé Thu. Nói về hoàn cảnh của bé Thu thì rất là thương tâm, bị cha mẹ vứt bỏ lại trong căn nhà tan nát sụp sệ, sống cùng với bà nội cũng lớn tuổi rồi. Hiện tại do không có ai chu cấp cho bé ăn học, do vậy thì buộc bé Thu phải nghỉ học ở nhà, làm những công việc vặt, ai thuê gì làm đó. Thậm chí bé Thu thì đi chặt củi, quý cô chú anh chị, để dành để mang đi bán, để kiếm tiền mua gạo, mua thức ăn cho hai bà cháu. Khi Đồng đăng tải video lên thì nhận được rất là nhiều sự yêu thương của quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Do vậy thì hôm nay Đồng ghé thăm lại để mang một niềm vui rất lớn dành tặng cho hai bà cháu. Liệu hai bà cháu có thể có được căn nhà mới mơ ước hay không, và bé Thu có được tiếp tục đến trường hay không, và có những món quà đặc biệt dành cho bé Thu ngày hôm nay. Bây giờ thì Đồng kính mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Ở video trước khi Đồng ghé thăm thì được hai bà cháu chia sẻ trước đây là căn nhà nó sụp sệ đổ nát dữ lắm quý cô chú anh chị, nhưng mà được những bà con ở lối xóm á, trong đội thiện nguyện nữa mua tôn về này và sửa sang lại, lợp lại mái tôn cho hai bà cháu. Trước đây mái trên này là mái tranh quý cô chú anh chị. Chào, con chào bà nội. Dạ. Dạ, cho con gắn cái mic cho chuyện bà nội xíu. Giới thiệu với quý cô chú anh chị, đây là bà nội, bà nội của bé Lê Thị Mộng Thu. Dạ. Bà ơi, hôm nay thì con ghé thăm lại hoàn cảnh của hai bà cháu á. Dạ. Thì bữa giờ thì bà có khỏe không? Không khỏe thôi, nhức ngủ không được. Dạ. Đêm nào cũng ngủ 1 tiếng đồng hồ. Dạ. Bữa giờ thì hai bà cháu có đi làm công việc gì không? Không có làm được, con không có làm được gì hết á. Cứ từng lên thuốc. Dạ, hiện tại thì là bà uống thuốc gì? Uống thuốc mua hiểm. Mua hiểm không à? Là bị bệnh gì trong người á? Đủ thứ con ơi, viết cái đồng giấy tùm lum, không biết nó nhớ cái khớp với cao huyết áp. Bao tử tùm lum hết trơn. Dạ. Thành ra hoàn không được. Mấy năm nay ngồi không được, hổng. Nó nhức. Dạ. Đồ gói của Thu này thì đi đâu bà? Thu ở trong nhà coi nó nấu cơm làm sao. Thu ơi. Dạ. Thu ơi, ra đầu xuống con. Chào. Vậy Thu chào ông bà cô bác đi. Dạ, con chào ông bà cô bác ạ. Sao rồi, bữa giờ thì cô mong thầy ghé lại thăm con không? Dạ có, ngày nào con cũng trông thầy hết trơn. Trông sao? Dạ con nghe có tiếng xe, con ra con dòm con thấy thầy xuống không. Mà sao lại trông dữ à? Dạ trông thầy xuống đặng thầy sửa lại nhà cho hai bà cháu con. Dạ hả? Dạ. Bữa giờ Thu con đi làm việc gì không? Dạ không có thầy. Bà nội con bệnh nên con ở nhà lo cho bà nội nên con không có đi đâu nữa. À, trước đây Thu chia sẻ là có đi chặt củi gì hả? Hai dạ. Bà cháu có chặt củi gì? Dạ, có chặt củi chôm chôm. Người ta cho hai bà cháu, ta rửa giường chôm chôm, hai bà cháu con kéo gì chặt gì chụm. Rồi có bán không? Dạ, có bán ít nhưng mà cũng không có nhiều. Tạo ở đây không có ai mua, ta xài bếp ga thôi thầy. Bữa giờ thì không biết là sau khi mà video đăng tải lên á, thì cha mẹ có gọi điện về cho con không? Dạ không có. Mẹ có gọi không? Dạ không luôn. Cha? Dạ không có. Thầy nghĩ là ba mẹ sẽ xem được cái thước phim của hai bà cháu. Dạ. Mà không biết thì sao, nhưng mà đối với bậc làm cha làm mẹ mà khi thấy hoàn cảnh của con mình với người mẹ mà rơi vào hoàn cảnh như vậy thì chắc xem cũng đứt hết từng đoạn ruột. Nếu mà người con, người cha, người mẹ mà thương yêu con với bà nội sẽ gọi về liền. Nhưng mà ở đây không gọi luôn hả? Dạ không có. Thì con có buồn không? Dạ có. Buồn sao?
Dạ, con cũng trông coi ba con có điện gì không, ba con không thấy điện kinh. Nghe con nghĩ chắc ba con bận cái gì đó, hay ba con không có điện thoại nên điện về cho con không được. Có bao giờ mà con trách ba mẹ mình không? Dạ không có. Sao không trách? À, tại vì con nghĩ là ba mẹ con cũng có nỗi khổ gì đó cho nên mới để con lại cho bà nội rồi đi. Nhưng mà như vậy thì rất là tội cho con, tương lai không có này, phải nghỉ học ngang này, giờ thì tương lai thì không biết làm sao luôn á. Ví dụ con đi học thì sau này con sẽ có một cái tương lai gì đó sáng hơn, đúng bà nội? Giờ phải buộc Đúng phải nghỉ rồi. học ngang vậy thì giấy khen thì rất là nhiều luôn, thầy thấy dán đầy nhà luôn á, mà phải nghỉ học, con có tiếc không? Dạ không. Cái này là tự con quyết định, con nghĩ cho nên con không có hối hận này. À, Dạ. trước giờ thì Thu đã bao giờ mà xài điện thoại chưa ta? Dạ chưa. Thiệt luôn hả? Dạ thiệt. Thiệt không bà nội? Thiệt, cái thằng thổi cừu bắp của bà nội không ạ? À? Thôi giỡn một đội ấy nhỏ đó. Điện thoại đen trắng hả? Ừ, đang trắng á. Trời ơi, Ừ. là trước giờ thì con đã xài, biết À, để về xài nghe thôi chứ không Facebook, biết Zalo, luôn. TikTok gì chưa? Dạ chưa. Thiệt luôn hả? Dạ. Không có xài Ồ. coi. Hiếm gặp luôn quý cô chú chị, ở bằng lứa tuổi của Thu này, lớp tuổi 16 17 tuổi. Giờ là ai cũng biết, thậm chí là lớp lớp 5 đã biết TikTok top top rồi. Mà Thu hiện tại mà chưa bao giờ mà lên các trang mạng xã hội TikTok, Zalo, Facebook luôn hả? Dạ chưa. Chưa một lần. Dạ Thật chưa. không? Dạ thật. Đó giờ không có mà nổi luôn rồi thiệt. Thôi của bà nội chỉ có mấy trăm ngàn, 200 ngàn à. Rồi chỉ nghe thì đó con đó đòi điện về hay điện đi thôi chứ không có Thì Thu có bao giờ mà ước ao một ngày nào đó mình sẽ có một chiếc điện thoại để xài không? Dạ có. Con ước sao? Dạ con ước là sau này con có tiền thì con mua được cái điện thoại đặng con xài. Vậy bây giờ thì chắc sẽ mang niềm Mừng vui đầu lắm tiên, sẽ xin rồi. phép bà nội dẫn bé Thu đi mua cho bé một cái chiếc điện thoại. Vậy là được, cảm Chắc ơn lắm rồi ông vui không bà nội? ơi. Vui Thu vui không vui con? dễ vui À, trước giờ nội thì đã bao giờ không ra ngoài tìm điện thoại xem chưa? vậy chưa. À, vậy hôm nay thì xin phép bà nội ha, Ừ. sẽ dẫn bé Thu đi mua và cho bé đi dạo một vòng xì phố cho nó Rồi biết vậy được biết rồi, ha. mừng lắm. Ừ. Chắc là từ ngày mà nghỉ học đến giờ chỉ ở nhà với bà nội thôi hả? Dạ nhà Ừ. nội tối ngày à, không đi đâu Dạ, trơn con xin rồi. phép bà nội nhé, được không bà Ừ. nội? Được. Con đi rồi sau đó về sẽ thông báo nhiều niềm vui hơn dành tặng cho hai bà cháu. Vậy bà Thôi mừng dữ mình đi lắm, con đây. cho cháu là được vui. Con lấy nón đi, thầy chờ đi. Quý cô chú anh chị, hiện tại thì Đồng với bé Thu đã di chuyển được ra nơi trung tâm, nơi điện máy xanh để mua tặng cho bé một chiếc phone. Tại vì trước giờ thì Thu chia sẻ hồi nãy là nó chưa có phone hả? Dạ, hồi đó giờ cũng chưa có điện thoại. Chưa xài điện thoại bao giờ hả? Vậy chưa. Rồi, thương chưa? Thôi vậy thì thầy với con đi vô trong ha. Dạ. Em ơi, hôm nay thì anh với quý nhà hảo tâm á, muốn tặng cho Dạ. bé Thu đây một chiếc điện thoại. Dạ. Và trước giờ thì bé nói là chưa bao giờ xài điện thoại. Em tư vấn cho bé nhé. Em cứ con cứ đi coi một Dạ. vòng đi. Chị sẽ giới thiệu cho em. Dạ, đó giờ em không xài nữa, em cũng chưa biết nữa chị. Này cho cái bé cứ đi theo một vòng đi. Con cứ đi nhìn vô đi, nhìn nhìn đâu có mất tiền đâu. Thu là lần đầu tiên con vô đây hả? Dạ, lần đầu tiên con vô đây. Trước giờ chưa xài điện thoại luôn á? Dạ chưa. Thiệt luôn hả? Dạ thiệt. Trời ơi. Đi đi, đi qua đây. Cái này nhiêu tiền? Samsung nằm đâu em? À vậy hả? Thường thường xài, thường thường thì Đồng hay xài Samsung với cô chú chị.
Hà lấy cái này Hà. Chưa đi xem mà thích cái đó rồi trời. Tại sao Thu lại thích cái đó? À, tại vì này là tiền của các ông bà cô bác thương con nên cho con mua cái điện thoại này. Nên con lựa cái nào ghẻ ghẻ đặng trừ tiền lại đặng sửa nhà cho con với bà nội con ở. Dạ. Cái này là có 2 triệu mấy à? Nhưng mà cái này chắc dung lượng nó yếu em nhỉ? Cái dung lượng cái đó thì thành khoảng RAM là 32 với lại là 32 thì xài vẫn được. Nhưng mà thí dụ mình muốn xài về lâu về dài á, thì nó sẽ dễ bị đóng máy hoặc là nó không ổn định lắm. Nhưng mà xài thì em vẫn tư vấn theo cái hướng là vẫn xài được. Dạ, cái nào vẫn xài được, tại vì nhà sản xuất ra thì vẫn xài được. Nhưng mà mình tính chỉ là về lâu về dài hay bị đơ máy đúng không? Dạ đúng rồi, lưu trữ thông tin rồi này kia thì nó sẽ không lưu trữ được nhiều. Ý là con mua là mục đích là làm gì thôi? Dạ, con mua là chỉ để gọi điện thôi, để liên lạc. Thì nhớ máy khi mà mình tải cái ứng dụng mới rồi thì nó đã chiếm nhiều máy rồi. Dạ. Còn bên Samsung hiện tại có mấy dòng này thôi hả? Dạ, nó có là A14 nè. Con coi cái này đi. Sao hả? Thấy nhiều tiền quá sợ hả? Dạ. Con nó có hồi nó được cao hơn xíu, nó được 4 với lại là 64 đi. Khi con bên đó thì cấu hình nhiêu? Em cứ tham khảo thử. Qua coi cái máy tím bên này. Này. Hiện tại cái này có chương trình gì không? Dạ, hiện là em sẽ có chương trình là một là mình sẽ chọn giảm giá, giảm 500 ngàn. Rồi mình sẽ được tặng suất mua máy chiếu của Samsung thì mình sẽ được giảm ngang triệu. Chiếu thì dạng như trình chiếu lên trên bức tường để mình có thể coi như coi tivi vậy đó. Nếu mà giảm trực tiếp là được 500 hả? Dạ đúng rồi. Và cái này nếu mà giảm là 39, còn 3 triệu tư. Dạ đúng rồi, 3 triệu tư. Cái này là RAM 4GB. Em sẽ lưu trữ được nhiều hơn. Dạ. Sao? Con xem đi. Đẹp không? Dạ đẹp. Con này cũng RAM 4GB nè. Bộ nhớ cũng 68GB, 64. Con này thì nhiêu em? 4. Dạ 3 triệu 490. Có chương trình gì không ta? Con đó thì hiện là có chương trình giảm cho mình được 700. 700 hả? Dạ đúng rồi. Galaxy A04. Dạ. Nó sẽ có 3 màu cho bé lựa, một là màu đen, hai là màu nâu và ba là màu xanh lá đậm. Vậy tính ra cái này mà giảm là còn 2 triệu mấy. Dạ đúng rồi. Con thích cái nào hai cái này nè? Hai cái này thì nó giống nhau về phân khúc là về cấu hình. Nhưng mà em thích A04 hay là em thích Dạ, cho em lấy cái này đi chị. Dạ. Sao lại chọn cái này? À, tại cái này rẻ hơn cái kia. Chắc nó rẻ hả? Dạ. Rồi. Em thích màu nào bé? Chị qua chị cho em con màu nha. Con này hiện tại đang là màu nâu nè. Nó vẫn còn một con là màu đen và màu xanh lá đậm nữa. Con màu xanh lá đậm thử không? Chị lấy màu xanh lá đậm cho em coi thử. Em thích màu gì? Dạ con thích màu xanh. Xanh hay rồi dạ. Qua bàn chị lấy cho em cái màu xanh. Rồi qua bàn ngồi đi. Bàn bên này hả em? Dạ. Rồi qua bên đó ngồi. Nè cái này được không Thu? Dạ. Cái này được không? Đọc giá lên cho thầy coi coi. Dạ 40.990.000. Cái này mắc hay rẻ? Dạ mắc. Ở nhà thì mấy bà cháu có quạt chưa? Dạ. Quạt máy có chưa? Dạ có một cái cũ rồi thầy. À, thôi để sửa nhà xong rồi mua luôn ha. Dạ. Thôi em ngồi lên. Con nó có lên nữa, có lên dùng được không? Điện thoại thì phụ kiện mua ra cho bé coi ha, nó chỉ có cho mình là tóc sạc và dây sạc thôi, nó sẽ không có tặng cho mình ốp lưng cũng như miếng dán. Bé có muốn dán màn hình cho nó đỡ được trầy không, nó bên kia sẽ có miếng dán chống trầy. Dạ dạ dạ, em dán mặt trước cho bé. Dạ, với mặt trước, mặt sau có còn dán luôn không? Mua cái ốp lưng cho bé đi. Ốp
lưng, để em hỏi ông tìm bóp lưng coi bên cái dòng này còn không nha. Dạ rồi. À, con có sim chưa? Có sim à? Dạ, con mang căn cước đi theo không? Dạ không có. Bên em hiện đang có một cái chương trình khuyến mãi của sim, sim 307 giảm còn 296, anh là sim có sim độc quyền bên em luôn. Nhưng mà hiện tại bé không mang căn cước thì để vậy thôi, để đợt sau chị chờ bé đi mua dùng nhé. Chị có mang căn cước hay không? Mình đứng tên làm căn cước cho bé để sao bé sử dụng vẫn được ạ. Thôi làm chính chủ cho bé đi. Dạ rồi. Để lần sau đi, em dạ dán rồi mặt trước. Dạ rồi. Sao vậy? Bỡ ngỡ vậy? Lần đầu tiên vô đây hả? Dạ, lần đầu tiên vô đây cho nên con nhìn thấy gì con cũng lạ chứ. Để chị hướng dẫn cho em sử dụng, với lại chị sẽ cầm máy cho em luôn. Con. Gì? Con kiểm đi. Sao ạ? Tao đưa thầy kiểm. Dạ, con không biết đường kiểm. Có sim không chưa? Sim bé không có mang căn cước, do vậy thì về hôm sau đi. Sau mua sau. Giờ chưa có coi được không? Không, lên mạng vẫn bình thường. Có wifi bắt. Bé lại có wifi trong đó. Không có hả? Trong nhà con có wifi không? Dạ không có. Vòng vòng lắm đó, có ai có không? Dạ không xa đó. Vậy gửi cho em cái danh sách sim về em tham khảo nha. Giá là 307 giảm còn 290 mấy nãy chị nói á. Ví dụ như mà em có nhu cầu mà làm sim, chị có thể là tạm cứ sim cho em tại nhà cũng được. Dạ. Nếu mà em muốn đăng ký sim chính chủ á, thì em cứ tham khảo những cái số này. Cái nào mà 307 thì sẽ giảm là từ cái danh sách này tới đây là giảm còn 296 nha. Dạ. Thì cạn áo thì cũng mới bỏ cho tay luôn. Chưa mở, có lẽ em cài cho tới nơi tôi. Chưa cài hả? Dạ chưa. Nãy giờ em mới dán máy. Bây giờ không có sim nên là Facebook Zalo em chưa có tải về được cho mình á. Dạ. Sao? Thấy sao? Thu vui không? Dạ vui. Mừng quá ha. Dạ. Có cái điện thoại để liên lạc chứ. Nhiều khi muốn gọi cho hai bà cháu không biết gọi sao luôn. Anh biết không, có thể là tham gia được cái chương trình đó là đăng ký bảo hoàn toàn diện cho máy á. Thì anh mua với giá là 2.790.000 thì bảo hành máy chỉ được 1 năm thôi. Nhưng mà anh thêm cho bé thêm tầm khoảng vài trăm với giá là 254.000 nữa. Anh sẽ bảo vệ cho máy cho bé được thêm 6 tháng rơi vỡ. Trong 6 tháng trường hợp như bé xài mà có bị rơi vỡ vô nước á, thì mình vẫn có thể sửa chữa được bằng cái giá bé mua là 2.790.000 luôn. Còn khi mà nó trường hợp như là bị hư hỏng hoàn toàn như là không thể sửa chữa được nữa, mình chỉ cần bù 25% thôi, tức là mình sẽ chỉ cần bọc trả cho em với giá 3.089.000 ngày nữa mình sẽ được thêm cái gói đó. Không sao đâu, cứ dạ mua bình thường. Dạ rồi. Thu nó ký lắm. Trai cẩn thận không? Dạ cẩn thận. Chắc mẹ cưng máy còn hơn cưng gì nữa hả? Thu cho chị xin hỏi tên của mình nha. Dạ Lê Thị Mộng Thu. Sí.
xíu nữa thì em cộng tiền cục sạc đa năng vô đây. Thôi được rồi em. Chữ cái này bé vô hình rõ luôn, còn chị chỉnh cho chữ to hơn một xíu không? Dạ chị, được rồi chị. Ở bên đây thì nó có hiển thị phần trăm pin đó. Dạ. Nhưng mà em xài dùm chị là tầm khoảng 20% pin này em sạc là điểm sạc đẹp nhất. Dạ. Hạn chế cho phụ pin của mình nữa, đừng để sập nguồn rồi nó sạc nha. Dạ. Với lại hạn chế dùm chị cái việc là vừa sạc vừa chơi game nó nguy hiểm. Dạ. Với lại nó sẽ dễ bị nóng máy cho phụ pin. À, thêm cái lưu ý đó là ban đêm em ngủ em đừng có sạc để qua đêm. Dạ. Ba cái lưu ý ha. Dạ. Dạ. Dạ, tiếp máy lần nữa ạ. Thôi được rồi. Dạ rồi, vậy em có cập nhật về là Facebook thì em cũng đã cập nhật rồi. Rồi rồi. Dạ. Facebook với Zalo thì nó đang chạy về, có gì mình về mình đăng nhập vô giùm em nha. Em bảo hành máy của mình do mình không tham gia thêm cái gói bảo vệ toàn diện máy á, thì sẽ bảo hành cho mình là được 1 năm, một lần một trong tháng đầu tiên. Đối với những cái lỗi trường hợp về lỗi kỹ thuật qua tháng thì em sẽ không hỗ trợ đổi được nữa, nhưng mà em sẽ hỗ trợ bảo hành tiếp cho mình là bảo hành sửa chữa. À, những cái lỗi rơi vỡ vô nước thì đó là mình sẽ sửa chữa tính phí, đó là tính được lỗi người dùng quá. Dạ, cái này thì danh sách pin này chị bỏ trong kia luôn nha thôi. Dạ. Cục sạc chị kia lấy không? Dạ, em dùng số điện thoại của ai để em cài bảo hành được rồi? Số của em không được. Dạ rồi, anh đọc số điện 036. Dạ rồi. 63. Dạ rồi. 43. Dạ rồi. 778. 03663, anh là Đặng Văn Đồng. Dạ. Đường Lê Thị Cộng, tổ 2 khu phố 7 phường Yên Hưng, Tân Yên, Bình Dương đúng không ạ? Đúng. Em để địa chỉ này cho mình luôn nha. Anh có tham gia cái quà tặng VIP bên em lần nào chưa? Tại cái app. Lúc trước có mà giờ anh xóa mất tiêu rồi. Anh có cần tải lại không em? Thôi được rồi. Mình. Dạ rồi. Dạ, tổng bill hết luôn là còn 3.035 nghìn bao gồm điện thoại nhé. Là anh thanh toán tiền mặt luôn ha. Tổng bill là nhiêu em? Dạ, 3.035 nghìn ạ. Để chị lấy cho cái túi xác định nữa. Giật lùi về sau xíu xác. Đúng rồi, đúng. Thay đổi góc quay, lùi xíu nữa. Lấy không gian rộng ra hay sao? Đúng rồi. Dạ rồi, em có ghi ra là tiền hồi nãy em báo miếng dán là 50, nhưng mà mình có tham gia chương trình mua nhiều giảm nhiều, nó giảm cho mình thêm được 5.000 nha. Dạ rồi, tổng thu mình 2.535.000. Anh gửi tiền. Dạ. Dạ rồi, em nhận đủ. Với cho em xin thêm 2 phút để giới thiệu thêm những cái sản phẩm mà mình được mua, tiền mình mua cái điện thoại này nữa nha. Dạ, em mời anh với bé Hoa Bảnh tham khảo giúp em nha.
xe điện thoại mới là vui ạ. À? Dạ vui. Chị cũng vui nữa. Sao mua cho em mà chị lại vui? Khi không dọn bên kia cũng có chương trình khuyến mãi là giảm chỉ còn 700 mấy thôi. Khi nào mình có nhu cầu có những cái màu đi massage em nha. Dạ. Sau em đúng không? Dạ. Cảm ơn em nhé. Dạ em cảm ơn anh với bé nha, chúc bé với anh có buổi sáng vui vẻ ạ. Dạ. Cảm ơn chị đi. Dạ em cảm ơn chị. Quý cô chú anh chị, vừa rồi thì Đồng với bé Thu đã di chuyển ra điện máy xanh để mua tặng một món quà của một người anh ở Mỹ dành tặng cho bé Thu. Tại vì người anh ở Mỹ thì biết rằng là bé Thu trước giờ thì chưa có điện thoại, cũng chưa xài điện thoại bao giờ. Do vậy thì mua cho bé một cái như vậy để bé có liên lạc cũng như có thể tra cứu những cái thông tin với lại sử dụng. Bây giờ thì thầy với con vào đó để đập hộp ha. Dạ. Đâu, điện thoại đâu, đưa ra khoe ông bà cô bác ơi. Đây. Một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A04, quý cô chú anh chị. Đây, của con đi, con bóc đi. Sử dụng đây thì quẹt quẹt coi biết sử dụng không? Hả? Con biết thầy. Thiệt luôn hả? Dạ. Nè, con cứ mở vô vậy nè. Lướt ngang vậy nè. Đấy. Thì trong này thì có YouTube này, Google này, Facebook với lại Zalo này. Trước giờ thì có xài Facebook và Zalo bao giờ chưa? Dạ chưa. Vậy hả? Dạ. Thì hôm nào thì chị thầy sẽ hướng dẫn cho con xài sao ha? Dạ. Sao cái điện thoại này con cảm nhận như thế nào? Dạ con vui lắm thầy. Đẹp không? Dạ đẹp. Ừ. Mà hồi nãy thì Thu có chia sẻ là tại sao lại lựa chọn cái điện thoại như, ít tiền như vậy? Dạ tại tiền này là của các ông bà, cô bác đã cho con mua được cái điện thoại này. Con lựa cái nào ít tiền nặng, trừ tiền lợi nặng sửa nhà cho hai bà cháu con ở. À. Dạ. Điện thoại chỉ là phương tiện để nghe gọi thôi đúng không? Dạ. Sao nhận điện thoại mà lại rưng rưng nước mắt vậy? Dạ tại con mừng quá. Hả? Dạ con mừng. Này quý cô chú anh chị này, rưng rưng nước mắt luôn rồi. Sao con lại rưng rưng nước mắt? Dạ tại vì hồi đó giờ con không có điện thoại, giờ con được các ông bà cô bác cho nên con mừng. Ừ. Con có lời gì gửi đến ông bà cô bác không? Dạ con cảm ơn các ông bà cô bác đã thương con cho con tiền mua cái điện thoại này. Ừ. Giờ niềm vui điện thoại là chỉ niềm vui nhỏ thôi, niềm vui lớn nữa là sẽ sửa lại căn nhà cho hai bà cháu ha. Dạ. Để cho chắc chắn, tại vì con cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Tuổi lứa tuổi thiếu nữ rồi, cũng nhà cửa không kín đáo thì nguy hiểm cho con á. Dạ. Cho vậy thì ông bà cô bác giúp thì thầy sẽ giúp cho con hết sức, đó là sửa lại căn nhà, láng lại cái nền. Dạ. Bây giờ thì di chuyển lên nhà này, thăm nhà một vòng này. Dạ. Tối quá, trong này có đèn đúng không? Quý cô chú anh chị, này bữa hôm thì Đồng với bé Thu đi là nếu mà không có dép á thì dưới sàn này này, nó dễ đứt chân hai bà cháu, nguy hiểm cực kỳ luôn. Và mấy cái vách này thì ván đã mục hết rồi. Về những ngày mưa to gió lớn chắc tạt dữ lắm không? Dạ. Sẵn tiện hôm nay lên đây thăm lại bà nội luôn. Chào bà nội nhé. Nãy giờ thì dẫn bé Thu đi mua điện thoại về. Con chào chú. Dạ dạ dạ. Con ngồi xuống đi. Hồi này đến giờ thì dẫn bé Thu đi mua điện thoại. Thu nó vui quá trời, lần đầu được đi mua. Đúng rồi, vui lắm rồi Đồng ơi. Dạ dạ. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Nhiều quá trời. Sau đây thì con có bên bên chị á, có nhờ đội bên đội làm chuyên làm từ thiện á sẽ sửa lại căn nhà cho hai bà cháu. Vậy được, vậy là cô mừng lắm. Dạ, dạ chú lắm mừng. Mời chú vô đây chú. Đây thì hôm nay có chú ở đây, chị đây nữa này. Giới thiệu cho ông bà biết chị tên gì đi chị. Chị là Trần Thị Kim Tho ở xã Hòa Nghĩa, chung dạ. Với tổ từ thiện ở xã Hòa Nghĩa. Tổ mình là tên gì chị? Ở xã của từ thiện của xã thôi, xã Hòa Nghĩa.
Xã Hòa Nghĩa quyền Chợ Lách. Dạ. À cái tên đó chú hả? Tên ha. À, ý là chị chung tay nhau làm giúp bà con vậy chứ chưa có cái tên gì hết. À đúng rồi. Dạ, là những bà con gần nhau để tạo thành một cái nhóm vậy đó. Mình rủ nhau mình đi làm vậy giúp bà con thôi chứ không có tổ. Dạ, dạ con nghe nói chị nói là bữa hôm thì chị nhờ bên chú là tới đây đo rồi chú. Đúng rồi, có đo rồi. Dạ. Mà coi nó đo là bao nhiêu. Cắt đi xíu thì quay tiếp được không? Cái nền ngang hình như là nó 4m2 vậy á, mà dài như là dài 10m. 10m2. Giờ là làm dách là dách hồi nãy là anh kia anh báo là vách là mình là sẽ làm vách tôn á. Cho hai bà cháu cho chắc chắn á. Là khoảng 18 triệu nè. Còn này thì mình mua xương thì mình mua sắt. Khung sắt. Ừ, sắt á mình bắt ngang này nè, mình bắn con vô. Là xương á, xài xương. Là chắc là nó tính là khoảng 18 triệu rồi không có làm phòng nha. Dạ. Là làm ở ngoài không, không có tính thêm phòng. Thì cái nền gạch là khoảng 5 6 triệu. Dán thì phải dán ép hả? Phải không? Muốn dán ép hay là làm tôn luôn? Nếu mà ván ép thì nó mát hơn, nhưng mà chi phí chắc nó cao hơn là chút. Nó cao hơn, nó trên lệch. Dạ. Cái đó dạng như tùy, nó tùy đi. Giờ mình nếu mà hồi nãy bữa hôm là mấy anh đo là nếu mà làm vách xung quanh bằng tôn là hết tiền tôn với tiền sắt, tiền cây đòn á, là hết 18 triệu. Với nền gạch là 5 đến 6 triệu. Tại vì phải cán nền lên với dán gạch nữa. Dạ. Là tầm khoảng 20 mấy triệu. Dạ con mà muốn dựng đây chú với con đi vô chỗ này này. Thu đi luôn con. Đây giống như này, cái này này chú. Cái này con muốn tạo thành một cái phòng ngủ như vậy cho bà cháu mà cho nó dựng đây. Ra đây cái ngăn cái phòng. Vậy dạng như mình có cần ví dụ như có thêm làm cái cửa chắc, phòng chắc cũng có chú. Vậy là thêm cửa phòng. Dạ. Nhận biết. Vậy thì làm khung này như cái phòng. Thường thường thì chú thấy là nên dựng vách phòng như vậy thì dựng tôn hay là dựng bằng ván ép thì hơn. Dụng cho tùy dạng ván ép thì nó cao giá hơn cái tôn. Còn tôn thì mình dừng cho bà con ở thôi, tại vì làm cũng nhiều nhà vậy thôi chứ đâu có. Nhưng mà tùy theo khả năng mình á, chi phí nó cũng có giới hạn. Còn này nếu mà được thì mình dừng dán ép cũng được, cao hơn. Tại vì biết sao không chú, thì thu cũng lớn rồi, cũng cần có cái phòng riêng để ngủ nghỉ sinh hoạt đúng không? Chứ chú này cẩn thận đi, cái này đứt hết này, nát hết luôn rồi. Bể tại vì nền nó ngay cái mương nè, nó sụp. Dạ. Bể. Là bữa hôm thì con cũng nghe là bên mấy bà con cũng sửa lại cái mái cho hai bà cháu rồi, cũng làm cái tấm cách nóng như vậy, cách nhiệt như vậy cũng đỡ nóng ha. Trên kia thì hoàn toàn mới hết rồi, mình chỉ còn dưới phần dưới. Xung quanh đây rồi, tại vì thấy che hay này áo mưa tùm lum luôn. Làm luôn vách cao đó, miễn cho nó kín luôn. Dạ. Ở nếu mà làm lại là chú ơi, ra ngoài này nó cho nó sáng chứ. Đi có sợ đứt chân không? chú ngồi đây đi chú. Ngồi bên này cho dễ ngồi. Đây chú cứ ngồi đây cho thoải mái. Thu ngồi vô đi con, không sao đâu. Bà nội ngồi đi. Có sập không? Bốn người sập không? Không sập đâu. Không sập đâu là thiếu rồi biết. Không sập đâu. Không sao. Nghĩa là nếu mà làm mà vách xung quanh tôn này chú cố gắng mở cho con cái nhiều cái cửa sổ nha, cho nó thoáng nha chú. Ví dụ như cái phòng khách này, cái mé bên này có thể mở được cái cửa sổ này. Là cái khúc dưới đó cái cửa sổ. Ở bên cái trong mà nếu mà văn ngăn vách phòng ngủ cũng một cái cửa sổ cho nó thoáng cái phòng á. Cái ban ngày có thể mở ra. Cái này thì nhờ bên chú tính toán lại thì cho con biết cái giá. Bây giờ thì hai cửa sổ
ba cái. Ừ. Ba cái là cái phòng khách một cái. À, phòng khúc dưới này này, cái lối đi khúc dưới này một cái này, cái phòng ngủ một cái. Nghĩa là cửa đó mình phải mua khung phải không? Mua khung làm cũng giống như cửa tôn tiền chế luôn đó. Hàng lại. Dạ. Đó sao? Mình gắn cánh làm sao ta? Dạ đúng rồi, cánh á. Rồi vậy là mình phải đặt cánh. Dạ. Cái cánh mà cánh bằng cái khung sắt xong thì bắn tôn vô chú. Thôi chắc chắn là được rồi. Nếu mà trên kia thì hình như con thấy có gạch rồi ha. Gạch. Cái nóc là gạch rồi chú, nóc bên này này. Hai cái nén gạch rồi. Dạ. Mình chỉ dựng ngang đó chú. Vậy mà giờ nếu giờ mà thay cái khúc dưới này mà xây gạch giống khúc trên nữa thì có nhiều tiền không chú? Không được. Sao? Cái nhiều nền không đủ không? Nền. Cái nền giả nó yếu. Nền này làm nền giả chứ đâu phải là đổ đà như vậy chứ. Vậy giờ là mình chắc. Cứ dựng tiền chế cho mấy hai bà cháu đi. Rồi, tạm thời vậy. Cuốn nền rồi là lót gạch cho hai bà cháu sống. Đúng rồi. Là bà nội thấy sao bà nội? Mừng lắm. Thu, thấy sao? Dạ mừng lắm thầy. Dạ. Yeah. Vậy mừng lắm rồi. Dạ, yeah. Thì sẵn tiện đây thì con cũng xin phép công bố danh sách nhé. Quý nhà hảo tâm gửi số tiền về giúp đỡ cho hai bà cháu. Đầu tiên đó là cô Lan ở Tân Uyên, ở Cali gửi 100 USD đổi ra được là 2.330.000 đồng. Cô My ở quận 7 1.000.000 đồng. Anh Tả Quốc Tuấn gửi 1.577.000 đồng. Bác Việt ở Long Khánh 500.000 đồng. Nguyễn Công Tình 200.000 đồng. Trí chuyển giúp hai bà cháu 500.000 đồng. Một em sinh viên tên là An ở Đại học Đồng Tháp mà thấy thương đang đi học nhưng mà cũng vừa học vừa làm nhưng mà thấy thương bé Thu quá, cũng trích một phần tiền ăn của mình ra gửi bé Thu với lời chúc là chúc Thu thật nhiều sức khỏe, gửi 200.000 đồng. Lê Thanh Bình 300.000 đồng. Trâm Thùy ở quận 12 200.000 đồng. Anh chị Sơn và Phượng ở Mỹ gửi 200 USD đổi ra được là 4.660.000 đồng. Chị Sơn Hoa Diệp gửi 300 USD đổi ra được là 6.975.000 đồng. Chị Liên ở thành phố Hồ Chí Minh gửi là 500.000 đồng. Một anh xin giấu tên gửi 200.000 đồng. Đỗ Thị Kim Nhung gửi 300.000 đồng. Số tài khoản nguồn 6160 gửi 500.000 đồng. Do anh chị mà gửi mà không có để tên á, nên đồng chỉ biết đọc số tài khoản nguồn để đối chứng. Khi mà đọc lên thì những anh chị mà gửi cho đồng sẽ biết được là số tiền đã trao cho hai bà cháu rồi. Anh Giàu ở Mỹ gửi 100 USD đổi ra được là 2.330.000 đồng. Cô Nguyễn Loan gửi 100 USD đổi ra được 2.330.000 đồng. Anh Dũng Trần gửi 200 USD đổi ra được là 4.660.000 đồng. Thì anh Dũng Trần thì nhờ đồng đi mua cho bé một chiếc điện thoại, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Anh Tuấn, anh Nguyễn gửi 60 USD đổi ra được là 1.390.000 đồng. Chị Trang ở Bảo Lộc gửi là 500.000 đồng. Anh Johnny gửi 50 USD đổi ra được là 1.160.000 đồng. Tổng đến thời điểm hiện tại quý nhà hảo tâm gửi về giúp đỡ cho hai bà cháu là 32.312.000 đồng. Đó, đây là toàn bộ danh sách mà quý nhà hảo tâm gửi về để giúp đỡ cho hai bà cháu. Hiện tại thì đồng với bé Thu thì đi mua điện thoại xong rồi. Về đây thì cũng có chú bên đội thiện nguyện của ấp xá gì đó. Cứ dạ. Là bên mình là đi làm vậy là bỏ công ra làm vậy hả chú? Ừ, bỏ công. Chỉ là lấy tiền vật tư thôi đúng chú? Ừ, đúng rồi. Dạ, rồi là lấy tiền lương đâu để trả cho anh em trong nhóm mình chú? Đâu có lương trình gì làm thị nguyện mà. À vậy hả? Không không à. Dạ. Người ta làm ta còn bỏ cho thêm nữa. Có dạ. Có nhiều bỏ dạ, nhiều chứ không nhiều. Thấy là Thu sao khi mà được ông bà cô bác giúp vậy thì cảm xúc con hiện tại như thế nào? Dạ vui. Con vui lắm thầy. Con cảm ơn các ông bà cô bác đã thương hai bà cháu con cho
hai bà có áo con tiền nặng sửa lại cái nền với cái vách. Chờ hai bà cháu mà có căn nhà kín đáo dây ở cũng đỡ sợ mưa gió vậy này. Bữa hôm con đi mà sợ dưới này là rách chân không nè. Cái này mà đi chân đất cho rách dữ lắm. Dạ thì là chú xem, chú với chị ha, xem tính lại cái giá làm bao nhiêu. Nếu mà con thì liên hệ với chị á, nếu mà giá cứ báo cho chị biết rồi là con chuyển khoản cho chú, cái nhóm của chú á, cái đội của chú để có tiền mua vật tư. Rồi rồi. Chú ha. Ừ, rồi. Là hình thức bây giờ là cứ xung quanh dựng vách tôn tiền chế cho nó chắc chắn cho hai bà cháu được rồi. Còn nền thì cuốn nền lên rồi là lát gạch cho con cho nó sạch sẽ khỏi bị đứt chân vậy này. Dạ, thì con cũng biết cái phần cửa trước hay sao chú ha. Cửa nếu mà làm thì mình phải cắt cho nó ấy chứ để nó cắn, cắt lên khúc. Dạ, là mình vẫn xài cửa này hay sao chú? Tính xài đại đi chứ sao vậy. Cửa này còn chắc không bà? À, cũng yếu rồi. Cái này cũng xin đó. Xin em bỏ cái xin cái sửa lại cái... Ừ, thì coi cái... Thì tạm xài lại thì cũng được. Mình cắt. Dạ. Cắt một khúc. Ơi, được, cho nó hụt. Xài nó một cái. Hay là mình thay bằng cửa... Cửa kiến ha. Cửa... Khung sắt. Khung sắt luôn. Cửa nhôm hả? Cửa sắt á. Sắt. Sắt hàng. Khung sắt hàng. Cái đó thì để con xem kinh phí sau rồi bàn bạc với chú sau. Để... Cứ tạm thời chú cứ tính cái phần kia trước đi. Cái phần mà dựng vách xung quanh với lại cuốn nền á. Rồi có làm cái phòng cho em không thầy? Dạ có. Làm cái phòng thì phòng coi có coi không? Tính có cửa. Có cửa. Phòng mới có cửa. Đo là bao nhiêu là mấy mắt được. Dạ dạ chú cứ tính đi, tính ký vô không phải lỗ mất lỗ công của đội cũng công không sao. Công không sao rồi đó. Công thì nó không có tính. Ý là lỗ vật tư á. Dạ. Bà nội thì có gửi lời gì đến quý ông bà cô bác không bà nội? Gửi lời cảm ơn hết trơn mang thầy trợ giúp đỡ cho bà cháu được cái nhà kín đáo ở về mừng dữ lắm rồi. Dạ. Với mấy anh nằm với mấy em này từ thiện này hết luôn á. Cảm ơn nhiều thiệt nhiều. Dạ dạ. Đây, qua đây chị thì nhờ chị cái. À, chị thì nhờ chị ví dụ như mấy chú mà có tính lại cái phần này hết bao nhiêu tiền á, chị báo cho em biết ha. Để ví dụ như hết số tiền bao nhiêu khi mà em thấy hợp lý với chị thấy hợp lý á. Nói chung là mấy chú thì cũng tính ra để ra mua vật tư thôi chứ đâu có tính tiền công gì đâu đúng không? Đúng rồi. Rồi để em chuyển khoản cho chị để chị đưa cho mấy chú để mấy chú tiến hành luôn cho hai bà cháu ha. Được không chị? Dạ được. Dạ dạ. Rồi cũng cảm ơn chú nhá. Giúp con nhé chú. Chú thì cũng lớn tuổi rồi mà còn đi làm công tác thiện nguyện vậy, con thấy là rất là ngưỡng mộ chú luôn. Đi dạy thì mà không có lương vậy thì bà xã có la chú không? Không, đâu có gì đó. La đâu làm được. Kiếm năm còn xuống thì làm. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Hôm nay thì vui không con? Dạ vui. Số tiền cũng lớn ha. Dạ. Được thêm điện thoại mới nữa. Trước giờ chưa xài điện thoại luôn á. Đâu có gì không mua. Dạ. Thì một lần nữa thì Đồng cũng không biết nói gì hơn. Đồng thay mặt hai bà cháu gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Đồng. Hy vọng thì cuộc sống hai bà cháu sau này sẽ ổn hơn, có nhà cửa chắc chắn. Và sau này thì bé Thu sẽ có một công việc ổn định. Nhiều cô chú hỏi nói rằng là liệu bé Thu còn có thể tiếp tục đi học hay không? Thì cái này thì Thu cũng nghỉ học mấy năm rồi Thu? Dạ, con nghỉ học được 2 năm rồi. À, giờ có muốn đi học lại không? Dạ không. Giờ trước mắt là con muốn điều gì? Dạ, giờ trước mắt con chỉ muốn là cho bà nội con được cái nền sạch sẽ với lại được cái vách. Ừ, rồi con có tính đi làm gì không? Dạ, cái đó thì chưa. À, bây giờ đi xa thì đâu được hả? Dạ. Nếu mà có công việc gần ở đâu đây sáng đi chiều về thì được nhỉ? Dạ. Dạ. Thôi thì cố gắng lên con ơi. Dạ. Hai bà cháu nương tựa nhau sống. Dạ. Bữa hôm thì thầy gửi tiền đã mua thịt về ăn chưa?
Dạ rồi thầy. Ngon không? Dạ ngon. Bữa hôm mua thịt gì? Dạ thịt heo. Vậy thì thôi, Đồng cũng chúc quý cô chú anh chị và quý nhà hảo tâm thật nhiều sức khỏe. Chắc Đồng cũng xin kết thúc video tại đây để di chuyển về Bình Dương. Tại mùa này mùa mưa, chiều thì hay mưa lắm. Con cũng tranh thủ xuống thăm lại hai bà cháu. Đây về đó thì cũng trăm mấy chục km, sợ chiều mưa lại về không được nữa. Thôi Đồng xin phép chào quý cô chú anh chị.